Mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự trưa với những thông tin trong nước nổi bật. Thương mại quốc tế theo EVFTA Việt Nam EU có cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Quốc hội chính thức cấm dịch vụ đòi nợ thuê. Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, thông báo về kết quả cuộc họp trực tuyến cấp Bộ trưởng Ngoại giao giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Nga về các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có những đánh giá tích cực về mối quan hệ Nga-Việt Nam, cũng như các nỗ lực của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Luân phiên ASEAN nhằm thúc đẩy các mối quan hệ của Nga trong ASEAN. Ngoại trưởng Lavrov cảm ơn Việt Nam giữ vai trò cầu nối phát triển quan hệ Nga-ASEAN. Phía Nga ghi nhận những nỗ lực và vai trò hàng đầu của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược này nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác cùng có lợi. Cũng tại buổi họp báo, Ngoại trưởng Lavrov đã đánh giá cao mối quan hệ giữa Nga và với Việt Nam, khẳng định đây là mối quan hệ đối tác chiến lược dựa trên nền tảng đoàn kết vững chắc của hai nước trong nhiều thập kỷ. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ trở thành quốc gia ASEAN đầu tiên ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu và mở đường cho các nước khác trong khối. Ông Lavrov cũng khẳng định Nga sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam hoàn thành các vai trò Chủ tịch Luân phiên ASEAN và Chủ tịch các diễn đàn trong khuôn khổ Diễn đàn Đông Á. Giữa lúc đại dịch COVID-19 đang lan rộng, thách thức tính bền vững của các chuỗi giá trị toàn cầu mà nền kinh tế Việt Nam là một mắt xích, thì việc EVFTA được Nghị viện châu Âu phê chuẩn lại mở ra một cơ hội vàng thúc đẩy sự chuyển dịch các chuỗi giá trị này. Tuy nhiên, cần tìm hiểu rõ nguyên tắc thương mại tại thị trường này là một trong những nhận định được các chuyên gia đưa ra tại hội thảo Thương mại quốc tế theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU trong đại dịch COVID-19, tìm cơ hội trong nghịch cảnh, được tổ chức ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội. Các chuyên gia nhấn mạnh, doanh nghiệp chuẩn bị về tâm thế, về nguồn lực để thực thi hiệp định. Nhà nước, bên cạnh việc phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho doanh nghiệp về hiệp định, thì việc chuẩn bị về thể chế là quan trọng nhất. Để nâng cao năng lực thể chế chuẩn bị cho hội nhập, không chỉ có việc cải cách để nội luật hóa, đảm bảo tuân thủ các cam kết, mà còn phải cải cách để tận dụng tốt nhất các cơ hội. Khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào thị trường EU, thì việc tìm hiểu về các thông lệ của thị trường là vấn đề quan trọng. Doanh nghiệp cần hiểu biết để phòng ngừa được các rủi ro pháp lý trong hoạt động thương mại quốc tế. Dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị nghiêm cấm sau khi Quốc hội bấm nút thông qua dự thảo luật đầu tư sửa đổi vào chiều qua 17 tháng 6. 92,34% đại biểu Quốc hội, tương đương với 446 trên 458 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ Quốc hội chính thức thông qua dự thảo luật đầu tư sửa đổi. Các đại biểu Quốc hội cho rằng đa số các công ty đòi nợ thuê đều cấu kết với các băng nhóm xã hội đen, công cụ lao động là dao kiếm, phương thức hoạt động là dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực. Nếu tiếp tục để dịch vụ này thì gây hoang mang xã hội, dẫn tới mất niềm tin của nhân dân với lực lượng quản lý xã hội. Luật đầu tư sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm tới. Chiều qua, một liên minh doanh nghiệp vì môi trường lần đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức khởi động. Đây là sáng kiến của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế phối hợp Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường. Liên minh doanh nghiệp vì môi trường Việt Nam được thành lập với mục đích kết nối giữa các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự trong lĩnh vực môi trường để cùng thực hiện các dự án bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần xây dựng hệ sinh thái khỏe mạnh vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam. Các doanh nghiệp khi tham gia liên minh này sẽ được ghi nhận là doanh nghiệp có trách nhiệm với môi trường, được tiếp cận các chuyên gia kỹ thuật, tiếp cận ngân hàng ý tưởng cùng tham gia thực hiện các sáng kiến bảo tồn đa dạng sinh học, được nâng cao năng lực và nhận thức về các chủ đề môi trường. Các lĩnh vực chủ yếu mà liên minh hướng tới là quản lý rác thải nhựa, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch bền vững, năng lượng tái tạo, khôi phục cảnh quan rừng, bảo tồn biển, ven biển, biến đổi khí hậu. Tiếp tục chương trình là một số sự kiện quốc tế đáng chú ý. Châu Á đối mặt với nguy cơ làn sóng dịch mới. Đức cho phép thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng chống COVID-19. EU kêu gọi thế giới chia sẻ vaccine chống SARS-CoV-2. Chiều hôm qua, hội nghị đặc biệt trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Nga về COVID-19 đã được tổ chức nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các nước ASEAN và Nga trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong việc thúc đẩy cách tiếp cận toàn cộng đồng, sự phối hợp hiệu quả ở các cấp khu vực và thế giới trong công tác phòng chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Là đối tác quan trọng của các quốc gia ASEAN, ASEAN đánh giá cao Liên bang Nga đã tích cực hỗ trợ các nước trong khối về tất cả các lĩnh vực xã hội, nhất là hỗ trợ về y tế trong thời gian xảy ra dịch bệnh.
Các nước ASEAN và Nga hiện đang tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác sâu rộng trong nghiên cứu và phát triển vaccine phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi mong muốn Nga tích cực hỗ trợ quỹ ứng phó với đại dịch COVID-19 của ASEAN và quỹ dự trữ vật tư y tế ASEAN, các sáng kiến của khối ASEAN trong việc phòng chống đại dịch COVID-19. Nga và các nước ASEAN hiện đang có phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc phòng chống sự lây lan của COVID-19. Nga đã thảo luận để hỗ trợ các nước ASEAN thông qua cơ chế của ADMM Plus trong việc cung cấp các trang thiết bị y tế, thuốc men cho công tác phòng chống dịch bệnh. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với nhau trong các chính sách và hành động nhằm duy trì dòng chảy thương mại và đầu tư ổn định giữa các nước, hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 dần trở lại cuộc sống bình thường, đảm bảo an ninh lương thực trong các tình huống dịch bệnh và hậu dịch bệnh. Liên quan tới tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới, cho đến nay tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã chạm mốc 8,3 triệu người với gần 450.000 người trong số này tử vong. Trong khi dịch bệnh tại châu Âu tiếp tục xu thế hạ nhiệt, thì châu Á lại đang đứng trước nguy cơ bùng phát làn sóng dịch thứ hai. Tại châu Á, hôm qua Trung Quốc ghi nhận thêm 44 ca nhiễm mới, trong đó 31 ca liên quan tới ổ dịch tại chợ đầu mối thực phẩm Tân Phát Địa ở thủ đô Bắc Kinh. Hiện chính quyền Bắc Kinh đã tái áp đặt các biện pháp phong tỏa và ngừng các chuyến bay đi đến thành phố này. Cũng trong ngày hôm qua, Ấn Độ chứng kiến số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất kể từ khi dịch bùng phát, với hơn 2.000 người. Quốc gia Nam Á này cũng ghi nhận thêm hơn 11.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua và hiện là đứng thứ tư thế giới với tổng số ca mắc COVID-19. Quốc gia láng giềng Bangladesh cũng thông báo có thêm hơn 4.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, mức tăng trong ngày cao nhất tại nước này kể từ đầu dịch. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia đã vượt Singapore trở thành nước có nhiều số ca nhiễm nhất với hơn 41.400 người. Tại châu Mỹ, tổng số ca mắc COVID-19 đang nhanh chóng chạm mốc 4 triệu người. Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận số ca nhiễm mới nhiều nhất trong một ngày, với hơn 37.000 ca và hơn 1.470 người tử vong. Ở Mỹ, số người tử vong vì COVID-19 đang tăng mạnh trở lại và hiện đã lên tới gần 120.000 người, cao hơn cả số người Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Hôm qua, một công ty công nghệ sinh học của Đức đã được cấp phép thử nghiệm lâm sàng trên người một loại vaccine tiềm năng trong phòng ngừa virus SARS-CoV-2. Nếu thành công, vaccine này có thể được phê chuẩn sản xuất đại trà từ giữa năm sau. Theo đó, công ty công nghệ sinh học CureVac của Đức sẽ tiến hành thử nghiệm giai đoạn đầu trên 144 tình nguyện viên tại nước này, với dự kiến sẽ có được kết quả đánh giá trong tháng 9 hoặc tháng 10 tới. Nếu khả quan, CureVac sẽ tiến hành thử nghiệm vaccine giai đoạn 2 trên quy mô rộng hơn. Cho đến nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa 11 loại vaccine tiềm năng vào danh sách được tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Cũng trong nỗ lực tìm kiếm thuốc điều trị hiệu quả COVID-19, mới đây các nhà khoa học Singapore đã tìm ra 5 kháng thể có thể ngăn chặn sự lây nhiễm của virus SARS-CoV-2. Dự kiến các cuộc thử nghiệm tiêm kháng thể trên người đầu tiên sẽ được tiến hành trong vài tháng tới. Cùng ngày hôm qua, Liên minh châu EU lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế chia sẻ thông tin về vaccine chống virus SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, khối này cũng lên kế hoạch nới lỏng quy định thử nghiệm thuốc nhằm đẩy nhanh tiến trình điều chế vaccine. Ủy ban châu Âu EC kêu gọi các nước thành viên EU hợp tác thay vì cạnh tranh trong quá trình nghiên cứu vaccine. EC cũng cho rằng các nước lớn trên thế giới nên chia sẻ với các nước nghèo hơn mọi loại vaccine ngừa SARS-CoV-2 sẽ được điều chế trong tương lai. EC dự tính sẽ chi khoảng 2,4 tỷ euro giúp EU có quyền tiếp cận ưu tiên đối với tất cả các loại vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 tiềm năng trong tương lai. Bên cạnh đó, EC cũng đề xuất tạm thời nới lỏng quy định thử nghiệm và phân phối thuốc có liên quan tới công nghệ biến đổi gen để đẩy nhanh tốc độ phát triển vaccine ngừa COVID-19. Trung Quốc và Ấn Độ đã nhất trí hạ nhiệt căng thẳng liên quan tới tranh chấp lãnh thổ tại khu vực biên giới Himalaya càng sớm càng tốt. Động thái trên được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai bên trong ngày hôm qua. Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai ngoại trưởng đã nhất trí giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua đối thoại và tham vấn, đồng thời nỗ lực giảm căng thẳng cũng như đảm bảo hòa bình tại khu vực biên giới chung. Bên cạnh đó, hai bên cũng bày tỏ hy vọng tình trạng đụng độ sẽ không tái diễn. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã hoan nghênh bước tiến trên, đồng thời bày tỏ hy vọng Trung Quốc và Ấn Độ sẽ tìm được giải pháp chung nhằm đảm bảo an ninh tại khu vực biên giới. Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc leo thang sau khi binh lính hai nước đụng độ tại thung lũng Galwan đêm 15 tháng 6. Quân đội Ấn Độ cho biết ít nhất 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng, trong khi Bắc Kinh chưa đưa ra bất cứ thông tin xác nhận nào về tình hình thương vong của binh sĩ Trung Quốc. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.